Trong khu vực xuất nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cán bộ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn luôn đảm bảo vận hành 100% các thiết bị theo dõi thân nhiệt tại chỗ. Những thiết bị theo dõi thân nhiệt được bố trí đặt ngay tại cửa ra vào để có thể dễ dàng phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bất thường về nhiệt độ. Ở khu vực xuất nhập khẩu, ngoài hệ thống dàn phun khử khuẩn cố định đặt tại luồng nhập khẩu hàng hóa, thì đơn vị kiểm dịch còn bố trí hệ thống máy phun khử khuẩn cơ động di chuyển trên ô tô, đảm bảo việc khử trùng môi trường xung quanh luôn được tiến hành tối ưu. Những khách nhập cảnh vào đây mà khi đo cái máy đo thân nhiệt có cái nhiệt độ tăng thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại bằng đo nhiệt độ bằng máy đo nhiệt độ cầm tay, và chúng tôi vẫn nghi ngờ thì chúng tôi có thể đưa vào phòng cách ly để phỏng vấn, khai thác, khám sàng lọc để xác định xem những trường hợp này, những ca bệnh này có thực sự là những ca bệnh nghi ngờ và có thể là những nguồn lây cho cộng đồng không. Tại cửa khẩu Tân Thanh, mỗi ngày có trên dưới 300 xe hàng hóa được làm thủ tục thông quan xuất khẩu, trong đó chủ yếu là các mặt hàng hoa quả tươi và nông sản từ các tỉnh phía Nam. Các lực lượng chức năng ở đây vẫn luôn thực hiện tốt và hiệu quả quy trình phòng chống dịch khu vực cửa khẩu, đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt, song song với phương châm tạo điều kiện tốt nhất và thuận lợi nhất cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Các lực lượng chức năng ở cửa khẩu là đảm bảo hoạt động thông quan tại cửa khẩu được thông suốt, khâu chưa xảy ra cái tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên là với về phía đơn vị thì ban chỉ đồn cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng phân luồng, phân làn, duy trì cái phương án, vẫn đang thực hiện cái phương án 25 của ban tỉnh là điều tiết phương tiện qua khu vực phi thuế quan để đảm bảo, sau đó là điều tiết từ khu thuế quan vào cửa khẩu để đảm bảo là tránh cái tình trạng ùn tắc cục bộ tại cửa khẩu, cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, hiện tỉnh Lạng Sơn có 5 trên 12 cửa khẩu đang có hoạt động thông quan hàng hóa. Năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã tăng dần với lượng trung bình đạt 900 xe một ngày, cao điểm lên tới hơn 1.000 xe một ngày. Trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã chủ động nắm tình hình, diễn biến công tác phòng chống dịch, từ đó kịp thời có những điều chỉnh hợp lý.